Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoàng Thị Đốn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, 17 tháng 3 năm 2013. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem phóng sự lễ tưởng niệm dị vị Trưng Nữ Vương do Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thị Đốn phối hợp với Hội Cựu Nữ Sinh các trường trung học Trưng Vương, Gia Long, Sư Nguyệt Ánh và Đoàn Nữ Hướng Đạo Trưng Vương tổ chức. Kế đến là phóng sự họp mặt mừng xuân do Hội Thân hữu Quảng Đà miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Và sau cùng, xin kính mời quý vị đón xem phần 2 nối tiếp buổi phỏng vấn đặc biệt giữa ông Đinh Hùng Cường và cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo để tìm hiểu những trận chiến lịch sử của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1968.